Chào mừng kỷ niệm 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc 22 tháng 12 năm 1992, 22 tháng 12 năm 2019 và một năm lên sóng chương trình phát thanh tiếng Hàn Quốc VOV5, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng truyền hình BDC tổ chức cuộc thi giọng hát hay tiếng Hàn Quốc VOV 2019, VOV Skapop Contest đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường gắn kết mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa đã được hai nước phối hợp tổ chức thành công nhiều năm qua. Vov Pop Contest cũng đã là dịp để công chúng tìm hiểu âm nhạc văn hóa hai nước, qua đó tìm kiếm, phát hiện những giọng hát hay, tạo sân chơi âm nhạc hấp dẫn các bạn trẻ yêu thích âm nhạc Hàn Quốc. Cuộc thi dành cho đối tượng thí sinh là người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam trong độ tuổi từ 9 đến 25 tuổi. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2019. Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2020, được phát sóng trực tiếp trên các kênh phát thanh truyền hình Việt Nam Journey, VTC, VOV3, VOV5 và trực tuyến trên báo điện tử VOV.